Hello, welcome back my channel. Xin chào các bạn, mình là Diệu Trần đây ạ. Và hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan đồi chè Cầu Đất ha, ở Đà Lạt. Và bây giờ, let's go. Đó, như các bạn đã thấy là cái hình ảnh, cái đường đi ở Đà Lạt rất là đẹp nha các bạn. Đó, xung quanh là cây cối rồi không khí rất là mát mẻ ha. Những cái cung đường rất là quanh co ha các bạn. Như thời tiết rất là đẹp các bạn. Và lúc này tụi mình đi vào buổi sáng ha. Đó, khoảng 8 giờ rưỡi gì đó ha. Thôi, các bạn đã thấy đồi chè chưa ạ? Đây, đồi chè đã dần hiện ra trước mắt các bạn đây ạ. Một cái không khí, một cái cảm giác rất là tuyệt vời ha. Thì cái buổi sáng này cũng rất là hay các bạn. Tại ở Đà Lạt thì nó cũng rất là hay mưa, nhưng mà hôm nay trời có vẻ rất là đẹp ha. Rồi, và tới nơi rồi các bạn. Cầu Đất Farm ha, Tea Farm. Hello các bạn, và bây giờ là mình đang ở cái đồi chè Cầu Đất ở Đà Lạt nha các bạn. Thì ở đây là mình đã sáng là đi lên đây khoảng chắc cũng tầm 30 phút á ha. Thì nó cũng hơi xa so với ở cái trung tâm phố Đà Lạt ha. Thì bây giờ mình đang đứng ở trên giữa đồi chè. Và bây giờ mình sẽ đi tiếp ha. Rồi, các bạn cùng đi với mình nhé. Ok. Rất là đẹp các bạn ơi. Thì cái này cái lối đi nó hơi nhỏ ha. Thì chỉ cần đi lên xíu. Đó, mọi người ta đang chụp hình rất là nhiều các bạn. Đây, cái lối đi nè. Các bạn xem cái lối đi như thế này đây. Hả? Sáng cho tôi hái rồi. Nè các bạn có thể nhìn thấy cái đọt chè này ha. Đó người ta sẽ hái cái đọt này để mà người ta bán ha. Đó người ta để làm trà đó các bạn. Rất là tươi ngon ha. Rồi đây. Đi lên phía trên. Rồi. Thì Đà Lạt đó là một cái nơi mà thu hút rất nhiều khách du lịch để mà tham quan những cái khung cảnh tự nhiên như thế này ha. Tức là gần gũi với thiên nhiên đó các bạn. Tới đây được chưa ta? Hai đứa mình tới bên kia luôn. À, người ta đi được đến cái đường chính kìa. Wow, nhìn rất là đẹp các bạn. Nắng rất là nắng. Đó. Nhìn xinh xắn quá. Đà Lạt thì mình cũng đã đi một vài lần trước đây rồi các bạn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình tới đồi chè này ha. Cái cảm giác rất là thích thú ha.
các bạn nhìn xa xa phía bên kia kìa ha, đó rất là đẹp đó. Ở đây giờ là dạng là cái dù cao luôn á các bạn, thì các bạn có thể nhìn xuống mình thấy được cái những cái thành phố á đó. Tại vì khi mình đi lên đây á, cái đường á nó toàn là lên dốc các bạn, dốc ngoằn ngoèo ha. Rất là đẹp các bạn, các bạn thấy cái đường đi không ha, đó cái khung cảnh. Mình đang đi ha, đó. Rất là dễ thương ha. Wow, rất là đẹp các bạn. Wow, bạn mình đang đi lên ha. Mà đến đây đi. Rồi, ok, rồi để chụp hình nha. Ở đây nó gồm có hai khu vực, đó là cái đồi chè ha, và cái khu vực mà các bạn thấy ở trong cái bức hình đó, đó là một cái quán cà phê ha. Đó thì chỉ có hai khu vực để mình có thể tham quan ha. Và khi tụi mình tới đây thì khoảng là 90 giờ gì đó, thì các bạn có thể thấy được với một cái khoảng thời gian mà để mà mình chụp hình rất là đẹp ha. Có đầy đủ ánh nắng rồi, không khí mát mẻ, cũng không quá nắng lắm ha, cũng không quá gắt ha. Đó thì có một cái bầu trời rất là xanh, trong xanh như thế này, rất là lý tưởng để cho mình có thể là đi tham quan ha. Đi xuống dưới phía bên dưới ha, để mình chụp hình rất là đẹp các bạn. Ví dụ như dưới 3 tuổi đó em rất là đẹp các bạn. Đó. Các bạn thấy là từng cái bậc thang nó giống như là núi vậy các bạn. Nhưng mà cái này là người ta trồng trà ha. Đó, hay còn gọi là chè ha các bạn. Đó, nhìn rất là đẹp luôn ha. Phía sau này các bạn có thể nhìn thấy ở bên đó là cái quán cà phê ha.
tôi cà phê Cầu Đất đó ha. Đó là chúng tôi có em lên đó để mình uống cà phê ha. Ok, và video của mình cũng kết thúc rồi. Thì các bạn nhớ là sẽ subscribe cái kênh YouTube của mình nha, để mà tụi mình có thể giữ tương tác lẫn nhau ha. Và mình sẽ làm thêm những cái video để cho các bạn cùng xem ha. Ok, see you later.